Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách hard reset điện thoại Samsung Galaxy J5 Prime. Để hard reset điện thoại này, các bạn nhấn kết hợp 3 phím nguồn và phím home và phím tăng âm lượng. Nhấn giữ 3 phím. Rồi xuất hiện dòng chữ Samsung Galaxy J5 Prime thì thả tay ra và đợi. Rồi hiện dòng chữ no comment, các bạn tiếp tục đợi đến khi vào recovery. Rồi sau khi vào recovery, các bạn đọc trên đây là dùng phím volume up và volume down, và phím nguồn, phím tăng và giảm âm lượng, và phím nguồn. Rồi dùng cái phím giảm âm lượng để di chuyển xuống chọn with data factory reset. Rồi sau khi di chuyển xuống, nhấn nút nguồn để xác nhận. Rồi di chuyển xuống chọn Z, xác nhận. Rồi dưới đây sẽ có dòng chữ data with complete. Rồi các bạn tiếp tục di chuyển xuống chọn dòng with cat partition và nhấn nút nguồn để xác nhận. Rồi di chuyển xuống chọn yes, nguồn để xác nhận. Rồi trên đây cũng thông báo là cat with complete. Rồi các bạn nhấn hiện tại đang ở reboot system now, các bạn nhấn nút nguồn để xác nhận để khởi động lại máy. Sau khi khởi động máy là chương trình sẽ bắt đầu chạy.
Rồi chương trình đang tiến hành cài đặt các ứng dụng. Rồi, sau khi chạy xong là chương trình hiện chiếu chào mừng là đã hoàn thành việc hard reset điện thoại Samsung Galaxy J5 Prime. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.